Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đây, chương trình xin được bắt đầu với những tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Sáng ngày 13 tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo bản thảo cuốn sách Đất và người Cao Bằng. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập xuất bản sách và các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội thảo. Cuốn sách Đất và người Cao Bằng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức biên tập và xuất bản, dự kiến sẽ xuất bản cuối năm 2024, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá về vùng đất và con người Cao Bằng với bạn bè trong nước và quốc tế, nhân kỷ niệm 525 năm thành lập tỉnh, góp phần đẩy mạnh giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng. Ban chỉ đạo, ban biên tập cuốn sách đã xây dựng đề cương, mời các tác giả là các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý có tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm, có uy tín sưu tầm, khảo cứu và biên soạn thành những bài viết ngắn gọn, xúc tích và tập hợp hoàn thiện bản thảo lần một. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá bản thảo đã được chuẩn bị công phu với 86 bài viết của hơn 50 tác giả, phản ánh tương đối toàn diện, có điểm nhấn, giới thiệu, phản ánh sinh động và phong phú về vùng đất, thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, khái quát về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những tiềm năng lợi thế để Cao Bằng trở thành điểm đến, kết nối và phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Tuy nhiên, nhiều nội dung còn trùng lặp, một số bài viết chưa đảm bảo chất lượng, nguồn trích dẫn chưa rõ ràng, số liệu chưa nhất quán, chính xác, cần làm sâu sắc hơn, rõ hơn về tính dân tộc và ý thức dân tộc, bổ sung một số lĩnh vực, các nhân vật nổi bật tiêu biểu của Cao Bằng qua các thời kỳ, bổ sung thêm các nội dung thông tin quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, các lợi thế tiềm năng của tỉnh, chỉnh sửa tiêu đề bài đảm bảo ngắn gọn, chính xác, quan tâm chọn lọc hình ảnh và chú thích, tên tác giả, điều chỉnh câu từ, sắp xếp lại bố cục các bài viết để có sự liên kết liền mạch khoa học. Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Biên tập xuất bản sách đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn tiếp thu xem xét, chọn lọc các ý kiến, tiếp tục điều chỉnh sắp xếp bố cục một số tiêu đề bài viết, làm rõ nét hơn khi đề cập đến các nét văn hóa đặc sắc, đặc trưng, tính biểu tượng trong các dân tộc, rút gọn, lược bớt một số nội dung trùng lặp, xác định các nhân vật, sự kiện đưa vào cuốn sách cần có tính chọn lọc, tiêu biểu, điển hình, có sức lan tỏa sâu rộng. Cần thống nhất về số liệu, quan tâm sắp xếp ảnh minh họa, trích nguồn ảnh, xác định tính chính danh của tác giả bài viết. Các nội dung cần đảm bảo có sự chính xác, liên kết giữa truyền thống hiện đại nhằm phát huy giá trị lịch sử và định hướng trong tương lai. Trên cơ sở các ý kiến xem xét, biên soạn, chỉnh lý bản thảo, kịp thời triển khai các nội dung công việc đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá, giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng. Ngày 12 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn năm 2019-2024. Với chủ đề 30 ngày hành động quyết thắng từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến ngày 12 tháng 9 năm 2024, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về mục đích, yêu cầu của Đại hội. Phấn đấu 100% đầu mối cấp trung đoàn, ban chỉ huy quân sự các huyện thành phố xây dựng ít nhất một công trình, đề xuất nhiều sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, gắn với chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, duy trì nghiêm nền nếp chế độ học tập, công tác, thực hiện đúng phương châm, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, phát huy dân chủ, gắn với kỷ cương, kỷ luật quân đội. Phấn đấu đợt thi đua cao điểm, 100% cơ quan đơn vị không có vi phạm kỷ luật phải xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạch An và Hạ Lang, diễn tập phòng chống cháy rừng huyện Hà Quảng, diễn tập vòng tổng hợp tiểu đoàn bộ binh 5, chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông. Tại lễ phát động, đại diện các phòng cơ quan, bộ chỉ huy và khối thi đua ban chỉ huy quân sự các huyện thành phố đã ký kết giao ước thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn năm 2019-2024 với quyết tâm đạt thành tích cao nhất.
Ban tổ chức thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát huyện Trùng Khánh họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn huyện 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 5 tháng cuối năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm, huyện Trùng Khánh đã xây dựng xong 275 nhà theo chỉ tiêu giao, giải ngân trên 6,4 tỷ đồng bằng 25% kế hoạch giao. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 172 nhà, đạt 26,8%. Nguồn xã hội hóa hỗ trợ được 13 nhà, đạt 15% chỉ tiêu giao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn như một số hộ gia đình xây nhà không đủ tiêu chí ba cứng, vướng mắc về thủ tục chuyển nhượng, xây không đúng vị trí khảo sát, không có khả năng đối ứng, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Thời gian tới, huyện Trùng Khánh tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục, lồng ghép và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Ngày 13 tháng 8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024. Tại hội nghị tập huấn, các học viên được giới thiệu về luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, quy trình điều tra báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm, quy trình xử lý vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý tình huống kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua đó nâng cao hiệu quả việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sáng ngày 13 tháng 8, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng tổ chức giải pickleball và kéo co chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Tham gia giải có trên 140 vận động viên đến từ các đơn vị, Đại đội Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây lắp 86, Đoàn 799 Quân khu 1, Chi nhánh nước Ion Kiềm Mira Cao Bằng và 12 tổ dân phố trên địa bàn phường. Ngay sau lễ khai mạc, các đội tổ dân phố đã bước vào thi đấu với nhiều trận đấu hấp dẫn, sôi nổi, nhiều cú đánh hay, đường bóng đẹp, thu hút đông đảo khán giả đến xem cổ vũ. Đây là hoạt động thiết thực, là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại mỗi cơ quan đơn vị địa phương. Kết thúc giải, ở môn kéo co, ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, ba cho các tổ dân phố đã nỗ lực cố gắng và đạt giải trong cuộc thi. Về môn pickleball, giải nhất đôi nam nữ thuộc về đội Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giải nhì đội Công an phường Đề Thám, giải ba đội Ủy ban Nhân dân phường Đề Thám, giải nhất nội dung đôi nam thuộc về Đại đội Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, giải nhì chi nhánh nước. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em, chủ nhân tương lai của đất nước đang được toàn xã hội chăm lo giáo dục để phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, nhân cách. Một trong những yếu tố hình thành nên nhân cách của trẻ chính là việc tạo dựng một môi trường sống văn hóa lành mạnh, tạo cho trẻ có những thói quen tích cực trong học tập, sinh hoạt hàng ngày, được tiếp cận với những nguồn tri thức của nhân loại qua sách báo, từ việc đọc sách mỗi ngày, nhận thức được trách nhiệm quan trọng đó. Vào mỗi dịp hè, Thư viện tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức với mong muốn sẽ là điểm đến bổ ích cho các em trong dịp hè. Vào mỗi dịp hè, Thư viện tỉnh không chỉ là môi trường tri thức để các em ôn tập, củng cố kiến thức đã học, mà còn là điểm đến an toàn, lành mạnh, học mà chơi, chơi mà học. Thư viện là nơi học sinh được thỏa sức lựa chọn tìm đọc những cuốn sách hay, ý nghĩa theo sở thích, kết giao thêm bạn bè,
bồi đắp tình yêu thương gia đình, thầy cô và quê hương. Bên cạnh đó, đọc sách còn giúp các em không bị lôi cuốn vào các trò chơi điện tử, giúp tinh thần thoải mái hơn. Con thường đến đọc sách vào những buổi sáng, mùa hè và con cảm thấy con thường đọc sách là Conan, Bé Chì, Doraemon và Tí Quậy. Con cảm thấy đọc sách rất là bổ ích và giúp con thư giãn ạ. Tại phòng đọc thiếu nhi, thay vì ngồi đọc trên bàn ghế nghiêm túc, thì năm nay Thư viện tỉnh đã thay thế bằng tấm đệm xốp và bàn gấp để các em có thể ngồi hoặc nằm đọc sách một cách thoải mái nhất. Đây cũng là cách làm mới mà Thư viện tỉnh vừa triển khai trong năm 2024. Cùng với đó, các góc đọc sách cũng được trang trí bằng các hình thù vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi, tạo cảm giác hứng thú cho các em thiếu nhi mỗi khi đến đây. Con thường đọc những loại sách về lịch sử và khi đọc sách con cảm thấy là mình được thư giãn và mình có thể nâng cao kiến thức cho mình. Khi đến đây để đọc sách thì con cảm thấy rất thoải mái so với trước kia thì bây giờ đã có thảm thì mỗi lần con đến đây đọc sách con có thể ngồi rất là thoải mái ạ. Không những thế, năm nay Thư viện tỉnh đầu tư 5 bộ máy tính mới tại phòng đọc Internet. Việc trang bị thiết bị giúp các em đến đây không chỉ được đọc sách mà còn được tìm hiểu thêm các nguồn thông tin khác. Tùy vào sở thích của mỗi học sinh khi đến đây, các em sẽ truy cập vào các trang mạng để đọc sách, chương trình học trực tuyến hay trò chơi giải trí. Nhờ đó đã tạo điểm nhấn thu hút các em học sinh. Con có cảm thấy tiện ích à, bởi có thể đọc được tin tức và có thể đọc truyện nhanh hơn à? À, có thể lập trình trò chơi à, để người khác có thể chơi trò chơi của con cho tiện ích à? Để chủ động phục vụ nhu cầu đọc sách cho trẻ em trong dịp hè, ngay từ đầu năm, Thư viện tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và phát động các phong trào thi đua đến từng phòng trong đơn vị. Tập thể, cán bộ viên chức trong đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các chương trình công tác trong từng tháng, trong đó triển khai tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, khuyến khích độc giả đến với thư viện. Để chuẩn bị cho phục vụ nhu cầu đọc của thiếu nhi trong cái dịp hè năm 2024, thì Thư viện tỉnh Cao Bằng thứ nhất là đã điều chuyển bổ sung cho cái phòng đọc thiếu nhi này một viên chức ở cái bộ phận khác sang để phục vụ các cháu được chú đáo hơn. Thứ hai nữa là về cơ sở vật chất thì đối với cái phòng truy cập Internet thì Thư viện tỉnh đã đầu tư mua mới 5 bộ máy tính tốc độ cao để phục vụ cho các cháu vào truy cập Internet và học tập. Thứ hai nữa là ở tại chỗ phòng đọc của thiếu nhi này thì chúng tôi cũng bố trí sắp xếp lại các giá sách nó khoa học hơn để cho các cháu khi mà vào tìm sách nó được thuận lợi hơn. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng mua thêm các cái tấm xốp để giải xuống nền này để các cháu có thể là không phải ngồi đọc gò bó trên cái ghế mà có thể là nằm đọc, có thể là ngồi đọc. Đấy, để tạo cho các cháu một cái tinh thần tự do và thoải mái nhất trong cái quá trình đọc sách. Nữa là chúng tôi sắm những cái bàn nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thì mỗi cháu là có thể ngồi độc lập một bàn
để các cháu không bị ảnh hưởng các cái bạn khác. Dịp hè năm 2024, để đáp ứng nhu cầu đọc của thiếu nhi, Thư viện tỉnh đã nhập thêm 724 đầu sách, trong đó sách truyện thiếu nhi chiếm 60%. Những sách được bổ sung có nhiều thể loại truyện tranh, giáo dục đạo đức, truyện cổ tích, truyện kể về những nhân vật lịch sử được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Song song với đó, Thư viện cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi từ trang thiết bị, cơ sở vật chất, cập nhật các đầu sách và cải cách thủ tục cấp đổi thẻ nhanh chóng để bạn đọc khi đến đây luôn cảm thấy thoải mái, nhất là thu hút lứa tuổi thanh thiếu nhi. Để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và nuôi dưỡng đam mê đọc sách cho các em, từ đầu năm đến nay, Thư viện đã đăng tải gần 100 tin bài về hoạt động phục vụ xe thư viện lưu động, tổ chức trưng bày giới thiệu sách mới được 12 cuộc, phục vụ tại phố đi bộ Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng được 62 buổi, thu hút khoảng trên 7.820 lượt độc giả, nhất là trong đợt tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, lần thứ 3 năm 2024. Thư viện tỉnh đã tổ chức phục vụ ngoài thư viện tại các trường học trong tỉnh được 8 buổi. Nhờ đó, triển khai các giải pháp đồng bộ, 7 tháng đầu năm, Thư viện đã đón 31.200 lượt bạn đọc, cấp được 900 thẻ thư viện mới. Hiện đã bước vào những tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, nhưng Thư viện tỉnh vẫn là địa điểm được nhiều thiếu nhi tìm đến. Trung bình mỗi ngày, Thư viện đón từ 30 đến 50 lượt. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện từ tỉnh đến huyện, bám sát các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để nâng cao chất lượng phục vụ độc giả nhiều hơn nữa. Trong thời gian tới, hoạt động thư viện sẽ tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để thư viện trở thành điểm đến bổ ích cho các em. Hiện tại thì theo cái quan sát cũng như là nghiên cứu của chúng tôi thì thấy rằng là cái nhu cầu đọc sách giấy hoặc là đến tận nơi mà đọc sách giấy này thì so với ngày trước thì có hạn chế hơn một chút. Nhưng tuy nhiên thì ở đấy cũng không thể đánh giá là các cháu lười đọc, mà các cháu có thể đọc bằng các cái phương tiện khác, ví dụ như đọc trên máy tính, đọc trên cái điện thoại smartphone chẳng hạn. Thế nhưng mà đối với quan điểm của chúng tôi thì bây giờ muốn để đẩy mạnh cái phong trào đọc cho các cháu thiếu niên nhi đồng thì trước tiên thì chúng ta phải đầu tư nâng cấp cái cơ sở vật chất, đặc biệt là tạo ra một cái phòng đọc gọi là phòng đọc thân thiện. Tức là cái phòng đọc này thì sẽ được bố trí nó khác với phòng đọc của cái người lớn. Ví dụ như là mình có trang trí những cái góc gọi là góc đề co đấy, và trang trí bằng những cái hoa hoặc là những cái bức tranh vẽ nó phù hợp với cái lứa tuổi. Cái thứ hai nữa là về cái không gian thì cũng phải có cái không gian nó rộng rãi để các cháu có thể là vào đấy nó giống như là một cái khu vui chơi ấy. Tức là các cháu có thể nằm, các cháu có thể ngồi, các cháu có những kiểu giống như các không gian riêng tư giống như ở gia đình ấy đấy. Thì chúng tôi cũng dự kiến là sang năm tới thì chúng tôi sẽ chuyển lên cái trụ sở mới. Tỉnh thì cũng xây dựng cho Thư viện tỉnh một cái trụ sở mới rất là đẹp ở trên khu đô thị mới Đề Thám. Thì khi chúng tôi di chuyển đến đấy thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái đề án để xây dựng một cái phòng đọc thân thiện cho thiếu nhi với cái diện tích khoảng 200 m². Thì qua đấy thì chắc chắn là cái nhu cầu đọc của các cháu sẽ tăng lên, bởi vì các cháu coi chỗ đấy nó giống như một là cái điểm vui chơi mà nghỉ ngơi trong những ngày hè. Đời sống phát triển, trẻ em có nhiều phương tiện giải trí nên sách báo không còn là lựa chọn hàng đầu và duy nhất. Vì vậy, việc củng cố, phát triển các hoạt động của thư viện làm cho sách báo và các loại hình tài liệu khác trở thành món ăn tinh thần thiết thực, thu hút trẻ em là mục tiêu mà Thư viện tỉnh Cao Bằng hướng đến. Qua những đổi mới sáng tạo trong hoạt động, Thư viện tỉnh đã khẳng định đây không phải là kho sách mà là nơi nâng tầm tri thức, lan tỏa văn hóa đọc, là địa chỉ tin cậy và bổ ích của các em nhỏ trong mùa hè. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhất trí tiếp tục mở cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 8. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp hơn 1,6 triệu lượt khách thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đón tiếp hơn 430.000 lượt khách thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Quản lý Lăng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bằng tất cả trái tim, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý khách đến thăm, nghiên cứu tu bổ tôn tạo quần thể di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình ngày càng khang trang, nâng tầm giá trị nội sinh, luôn là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng cho đồng bào chiến sĩ cả nước và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Theo danh sách, các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, chính doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất trong lĩnh vực phân phối bán lẻ gồm Masan Group, PNG Doji Group, Thế giới Di động, FPT, Redson, DigiWorks, PetroSco, Tasco và Vimis. Theo thống kê cho thấy, năm 2023, 9 doanh nghiệp này đã nộp tổng cộng hơn 10.600 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, trong đó Masan Group, Doji, PNG và Thế giới Di động đều có số nộp trên 1.000 tỷ đồng. Triển vọng của ngành bán lẻ năm 2024 được đánh giá tích cực dựa trên sự phục hồi của nền kinh tế. Trong đó, doanh thu từ bán lẻ tạp hóa dự kiến sẽ tăng trưởng dựa trên chiến lược mở rộng thận trọng và sự thay đổi thói quen mua sắm từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại. Bán lẻ dược phẩm tiếp tục tăng trưởng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ổn định tại Việt Nam trong nhiều năm. Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam cũng chứng kiến tốc độ người dân thuộc tầng lớp trung lưu và tỷ lệ dân cư thành thị gia tăng nhanh chóng trong những năm vừa qua. Những yếu tố trên đã khiến cho Việt Nam trở thành thị trường rất hấp dẫn cho các nhà bán lẻ. Theo nghiên cứu của Modo Intelligence, thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng giai đoạn năm 2023-2028 đạt 12,05%, gấp khoảng 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP ước tính trong cùng giai đoạn. Tốc độ tăng trưởng dự báo của ngành bán lẻ Việt Nam trong 5 năm vượt xa so với các thị trường Đông Á, Đông Nam Á và mức tăng trưởng bình quân của thế giới. Thông thường học sinh có lịch tựu trường sớm 1 tuần trước khi khai giảng ngày 5 tháng 9. Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm 2 tuần. Nhiều tỉnh tựu trường vào ngày 28 tháng 8. Hiện nay, lịch đi học trở lại của 63 tỉnh thành mới nhất năm học 2024-2025 vẫn chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức. Tuy nhiên, căn cứ vào khung kế hoạch thời gian theo từng năm thì lịch đi học trở lại của 63 tỉnh thành ngày tựu trường thông thường sẽ diễn ra sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng chính thức. Đối với lớp 1 có thể đi học trở lại trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Nhìn chung, ngày khai giảng chính thức của các năm học trước thường vào ngày 5 tháng 9. Ngoài ra, để biết chính xác lịch đi học trở lại, học sinh nên theo dõi kế hoạch thời gian năm học của tỉnh được quyết định căn cứ theo khung thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của địa phương. Tri thức may mặc áo dài Huế vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh cho biết, người Huế luôn quan niệm y phục xứng kỳ đức. Vì vậy, trang phục không chỉ thuần túy là chuyện áo quần mà đã tạo nên hệ chuẩn mực, giá trị thẩm mỹ và đạo đức, luân lý của xã hội, gắn liền việc phân định danh phận, vị thế, vai trò cá nhân, giai tầng. Các nghệ nhân và thợ may áo dài chăm chút từng công đoạn như cắt, may, làm nút, biến chiếc áo dài thành một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng giá trị văn hóa Huế. Áo dài Huế được nhiều đối tượng sử dụng, từ học sinh, sinh viên, viên chức, thanh niên đến người trung niên và các bà, chị em buôn bán nhỏ. Các cô gái thường chọn áo trắng hoặc tím nhạt, trong khi học sinh và sinh viên chọn màu tím Huế làm đồng phục. Ngày nay, người dân địa phương vẫn thường mặc áo dài trong nhiều hoạt động. Phụ nữ và đàn ông đều diện áo dài trong cưới hỏi, dỗ chạp, cúng tế và du xuân dịp Tết. Từ cuối năm 2023, các nhà mạng đã thực hiện những bước đầu tiên tắt sóng 2G. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, thống kê của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, toàn thị trường vẫn còn khoảng 11 triệu thuê bao 2G, tức là những người sử dụng chỉ dùng thiết bị đầu cuối là điện thoại 2G. Con số này là khá lớn khi chỉ còn khoảng 2 tháng là đến thời điểm ngừng cung cấp dịch vụ 2G cho người sử dụng. Còn gần 2 tháng nữa là đến thời điểm hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G only theo lộ trình tắt sóng 2G
của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, trên hệ thống hiện vẫn còn khoảng 11 triệu thuê bao 2G only, chiếm tỷ lệ khoảng 9% tổng số thuê bao di động. Cục Viễn thông cho rằng việc dừng công nghệ 2G, 3G là xu thế chung của thế giới. Đến thời điểm này, có 37 quốc gia đã dừng hoàn toàn 2G. Các nước còn lại đặt mục tiêu chấm dứt sử dụng công nghệ này vào năm 2028-2030. Đây được xem là động lực đưa người dân chuyển sang sử dụng công nghệ 4G và smartphone, từ đó làm quen với dịch vụ trên môi trường số, tiếp cận dịch vụ số, dần dần hình thành xã hội số nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận công nghệ mới. Bên cạnh đó, việc dừng công nghệ 2G còn giúp nhà mạng thực hiện hiệu quả hơn việc khai thác mạng lưới, giảm tốn kém, tăng hiệu quả sử dụng tần số, nhà trạm, nguồn điện, tập trung nguồn lực cho các công nghệ tiên tiến như 5G. Để bổ sung canxi một cách tự nhiên và hiệu quả, cá là một trong những nguồn thực phẩm tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua. Không chỉ chứa hàm lượng canxi cao, cá còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác như omega 3, protein và vitamin D giúp hỗ trợ toàn diện cho cơ thể. Sau đây là những loại cá giàu canxi mà bạn nên ăn thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Cá mòi. Cá mòi là một trong những loại cá giàu canxi nhất, đặc biệt khi được ăn nguyên xương. Một khẩu phần cá mòi có thể cung cấp đến 325mg canxi, chiếm khoảng 25-30% nhu cầu canxi hàng ngày của người trưởng thành. Không chỉ giàu canxi, cá mòi còn chứa nhiều omega 3 giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng não bộ. Cá hồi. Cá hồi là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Một khẩu phần cá hồi có thể cung cấp khoảng 180mg canxi. Ngoài canxi, cá hồi còn nổi tiếng với hàm lượng omega 3 cao và vitamin D, hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hấp thụ canxi và duy trì sức khỏe xương. Cá trích. Cá trích là một loại cá nhỏ nhưng mang lại tính giá trị dinh dưỡng lớn với hàm lượng canxi đáng kể. Một khẩu phần cá trích có thể cung cấp đến 306mg canxi. Bên cạnh đó, cá trích còn là nguồn cung cấp vitamin D và omega 3 giúp hỗ trợ sự phát triển của xương và phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch. Cá ngừ. Mặc dù cá ngừ không chứa nhiều canxi như cá mòi hay cá hồi, nhưng nó vẫn là một lựa chọn tốt để bổ sung canxi cho cơ thể. Một khẩu phần cá ngừ đóng hộp cung cấp khoảng 38mg canxi. Hơn nữa, cá ngừ chứa nhiều protein, vitamin B12 và omega 3 giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng hấp thụ canxi. Cá cơm. Cá cơm là loại cá nhỏ nhưng lại rất giàu canxi, đặc biệt khi được ăn cả xương. Một khẩu phần cá cơm có thể cung cấp khoảng 232mg canxi. Loại cá này cũng chứa nhiều omega 3 và protein giúp bảo vệ tim mạch và tăng cường sức khỏe xương. Việc bổ sung canxi từ thực phẩm tự nhiên là cách hiệu quả và an toàn nhất để duy trì sức khỏe xương khớp. Các loại cá giàu canxi như cá mòi, cá hồi, cá trích, cá ngừ và cá cơm không chỉ cung cấp canxi mà còn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng khác cho cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe xương và phòng ngừa các bệnh lý liên quan, hãy đảm bảo rằng cá là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày của bạn. Thank you.
Chương trình Cao Bằng ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sáng hôm sau.